Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Dùng mỹ nhân kế để hốt thầu kế cao minh của bà trùm IEC Đứng trước mỹ nhân thì đàn ông sẽ ngã đổ Dù cho có vững tâm cỡ nào đi chăng nữa Vì thế nên người xưa có câu rằng Anh hùng khó qua khỏi ải mỹ nhân Để dạy cho đời sau hãy tránh xa Nhưng cuối cùng người đời vẫn như thế Mỹ nhân là kế có trước cả thời tô vũ viết cuốn binh pháp tôn tử lừng danh ông tô vũ chẳng qua là người tổng kết lại những kế sách mà người xưa đã dùng kế mỹ nhân là kế dễ nhận ra chứ không khó tuy nhiên không phải ai cũng bước qua được đặc biệt là các quan chức thời này tiền của họ không do mồ hôi nước mắt làm ra nhưng trong tay lại nắm quyền lực rất lớn cộng với tình trạng đạo đức quan chức xuống cấp nghiêm trọng như bây giờ thì việc răng bẫy mỹ nhân kế sẽ làm rất nhiều quan chức bị sập bẫy. Đây là hình ảnh bà Hoàng Thị Thúy Nga, một mỹ nhân trong giới doanh nhân tại Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Nhàn là nữ nhân viên ngành tình báo nhưng lại đội lốt doanh nhân, thế nên việc dùng kế để đưa một đối tượng vào chồng là điều khó tránh khỏi. Những ngày qua, báo chí cho biết bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã dùng tiền hối lộ hệ thống công quyền để giành lấy các gói thầu khủng. Việc dùng tiền hối lộ thì chủ doanh nghiệp nào cũng có thể làm được, miễn sao có tiền để mà chi. Còn dùng người đẹp để dụ quan chức sập bẫy thì hiếm có người nào dùng được kế đó. Để giành được thầu, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã ngoài việc chi tiền hối lộ, bà còn cho giàn trận quân xanh để trúng tới 16 gói thầu tại Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai. Dàn trận quân xanh đã dùng các nhà thầu giả để tạo tham gia có vẻ như cạnh tranh, nhưng thực chất các hồ sơ dự thầu của các đối thủ IC đều là những đối tượng làm hồ sơ để IC trúng thầu mà thôi. Nhưng vậy, bà Nhàn đã bố trí hai tầng lớp để lấy cho được gói thầu này. Tầng hối lộ và tầng giàn quân xanh để thông thầu. Hai lớp giật thầu chưa đủ, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn dùng một thuộc hạ rất xinh đẹp làm việc với các sếp chủ dự án. Đó là bà Hoàng Thị Thúy Nga, cựu phó tổng giám đốc công ty IC. Người này được đánh giá là mỹ nhân và làm rất nhiều quan chức siêu lòng. Chính nữ phó tướng này đã mang về cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn rất nhiều gói thầu lớn từ Đồng Nai cho đến Quảng Ninh. Đây hình ảnh bà Hoàng Thị Thúy Nga khi tách khỏi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã rất thành công vì bà có nhan sắc. Sau khi được Nguyễn Thị Thanh Nhàn chuyển cho ngón nghề của mình, bà Hoàng Thị Thúy Nga đã tách ra lập công ty riêng và đã hoạt động rất thành công. Bà Nga tự móc nối với các cán bộ sở y tế Cần Thơ để thông thầu gói mua sắm, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho nhà nước. Đây chính là tiền của nhân dân. Bà Hoàng Thị Thúy Nga, sinh năm 1975, Chủ tịch Hội đồng sáng lập công ty NSG Group là người nhúng chàm trong cả hai vụ án. Nữ doanh nhân này trước đây cùng làm công ty và là cấp dưới của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tức là cựu chủ tịch công ty IC. Về sau, bà Nga tách ra để mở công ty riêng cũng hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thiết bị y tế, thiết bị giáo dục cho nhiều tỉnh thành trong cả nước. Đối với vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai, bà Hoàng Thị Thúy Nga thời điểm đó giữ chức Phó Tổng giám đốc kiêm trưởng ban quản lý dự án, phụ trách khu vực phía Nam trực tiếp cùng bà Nhàn gặp gỡ lãnh đạo các tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai các sở ngành và bệnh viện đa khoa Đồng Nai để thiết lập các mối quan hệ, đặt vấn đề tạo điều kiện cho công ty IC trúng thầu. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã không truyền cho bà Hoàng Thị Thúy Nga kế tàu vì thượng sách. Bà Hoàng Thị Thúy Nga được xem là người phụ nữ rất sáng dạ, cách làm ăn của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thế nào bà đều học hỏi và thực hiện rất tốt. Nhờ đóng vai trò chính trong công tác giành thầu bà Nga đã mở công ty riêng và thành công. Tuy nhiên, bà Nga chỉ học được của bà Nhàn kế Mỹ Nhân, còn kế thứ 36 là Tẩu Vi Thượng Sách bà Nga không học được. Bà Nhàn đã đánh hơi từ rất sớm và cao chạy xa bay, còn bà Nga không hề đánh hơi được bất an nên cuối cùng đã bị bắt. Cuộc chơi này, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã tỏ ra là người có nghề, còn bà Hoàng Thị Thúy Nga non hơn rất nhiều. Đấy chính là sự khác biệt giữa người được đào tạo và những kẻ tay ngang. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ Tài chính dối như cành hẹ, Hồ Đức Phước bị dí vào thế bí. Bên trong chính phủ, ông Hồ Đức Phước đang bị ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thọc vào vấn đề yếu huyệt thị trường trái phiếu. Ông Hồ Đức Phước cũng là những ngày qua cố gắng ra sức chống đỡ và ép đang một dần đổ lên vai ông. Theo giới quan sát thì cho đến nay, ông Phước chưa có hành động nào hiệu quả để tháo gỡ vấn đề rắc rối của thị trường chứng khoán đang ngày càng trở nên hết sức nghiêm trọng tại nước trong nước. Đây là hình ảnh ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trước tình hình người dân đang nguy cơ mất trắng tiền mua trái phiếu Tân Hoàn Minh và trái phiếu An Đông, thì Bộ Tài chính đã lạnh lùng trả lời như sau. Đối với doanh nghiệp phát hành, với nguyên tắc trái phiếu doanh nghiệp phát hành tự vay tự trả tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn, doanh nghiệp phải có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc, trái phiếu và thực hiện các cam kết với nhà đầu tư. Các doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm phải tự cân đối dòng tiền để đảm bảo các nghĩa vụ đã cam kết với nhà đầu tư khi phát hành trái phiếu này. Trường hợp có khăn về hình tài chính thì phải chủ động xây dựng phương án trả nợ cụ thể và làm việc thống nhất với các nhà đầu tư để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư đảm bảo uy tín của doanh nghiệp như cơ cấu lại nợ đàm phán hoán đổi trái phiếu xử lý tài sản đảm bảo thỏa thuận thanh toán gốc lãi trái phiếu bằng tài sản khác của doanh nghiệp trường hợp không thỏa thuận được sẽ xử lý theo quyết định của tòa án nói dung dài như thế thôi chứ thực chất bộ tài chính đã thẳng thừng dội gáo nước lạnh vào mặt các trái chủ đang mất tiền rằng doanh nghiệp tự vay và tự trả mà không hề có sự can thiệp nào của chính quyền Vụ Tân Hoàn Minh đến nay đã hơn nửa năm nhưng những gì Tân Hoàn Minh cam kết đều là không đúng. Phía chịu thiệt vẫn là người dân. Hiện nay nhà nước điều hành thị trường chứng khoán bằng luật chứng khoán. Tuy nhiên luật thì có mà quyền lợi của người dân thì không đảm bảo thì luật được tạo ra không biết để làm gì. Việc chỉ đạo của Bộ Công Thương trả lời như thế cho thấy Bộ Công Thương đang đối phó với khủng hoảng bằng cách rũ bỏ trách nhiệm của mình. Cuối cùng, phần thiệt vẫn thuộc về nhân dân. Đây là hình ảnh Bộ Tài chính nói người dân tự cho vay và tự chịu trách nhiệm. Theo một số chuyên gia nhận định, hầu hết các trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam đều phát hành riêng lẻ mà không qua sản giao dịch chứng khoán. Chỉ có 5% doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp được chào bán trên sàn chứng khoán. Mà doanh nghiệp nào đã lọt qua được bộ máy sàng lọc của Ủy ban Chứng khoán? thì doanh nghiệp đó đáng tin cậy. Điều đáng nói là 95% doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, những doanh nghiệp này thường có sức khỏe tài chính không tốt và trái phiếu doanh nghiệp loại này rất rủi ro. Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thường rất coi thường ý kiến của người dân, bởi chế độ của họ là độc tài toàn trị nên quyền lực không nằm trong tay của người dân. Mặc dù vậy, khi người dân cùng đường không còn biết sợ kéo quân đến trụ sở của Bộ Công Thương để kêu cứu, cứu, thì đấy là vấn đề chính trị đàn áp người dân khi họ đang mất trắng tiền bạc là không thể vì điều đó sẽ làm cho dư luận quốc tế lên án. Nếu ông Bộ trưởng Bộ Công Thương Hồ Đức Phước không xử lý được vấn đề thì có thể ông là người mong trọng sẽ đem ra xử lý để xoa dịu lòng dân. Đó là cách mà các nhân vật làm chính trị hiện nay dùng để giải quyết khủng hoảng từ hàng ngàn năm qua chứ không phải mới đây. Nghĩa là họ luôn cần một con dê để tế thần. Đây là hình ảnh nạn nhân của SCB đang tụ tập tại trụ sở Bộ Công Thương Việt Nam. Theo nguồn tin mà chúng tôi có được hiện nay, người dân Việt Nam đang có nguy cơ mất tiền do giữ cổ phiếu của An Đông tụ tập biểu tình trước trụ sở của Bộ Công Thương ở 23 Ngô Quyền, quận Hàn Kiếm, thủ đô Hà Nội. Trong tình thế này, ông Hồ Đức Phước vẫn cho Bộ Công Thương thông báo là nạn nhân phải tự chịu trách nhiệm thì khác nào đổ dầu vào lửa. Hiện nay, ông Hồ Đức Phước như đang ở thế bí ông chưa nảy ra ý tưởng nào để xoa dịu được uất hận của người dân đang mất tiền và mất rất nhiều. Biết rằng quốc hội là nơi tạo ra luật chứng khoán, nhưng người chịu trách nhiệm về vấn đề đang xảy ra trên thị trường chứng khoán hiện nay là ông Hồ Đức Phước, chứ không phải ai khác cả. Chúng ta hãy cùng chờ xem ông Hồ Đức Phước giải quyết đến như thế nào.